Rồi, đi thôi cả nhà ơi. Wow. Nằm gác lớn mà nằm vậy đó. Giữa bàn quan thiên hạ mà nằm vậy đó. Sáng hôm nay thức dậy sớm để một lát nữa đi công chuyện. Cái em thấy vậy cái em đi qua đây em làm công chuyện với phần vệ sinh trước để giống như để cho chị ngủ thêm chút xíu á. Vừa mới đi ra đây ngồi có đầu chỉ bò ở trong phòng ra, bò trong phòng ra kiếm mẹ liền. Bò ra kiếm mẹ con. Trời ơi, con ngứa răng à. Con ngứa răng cầm được cái ly á. Trời ơi, cầm được cái ly thuốc một cạp vậy đó. Cầm được cái ly thuốc một cạp vậy đó hả? Cạp gì vậy? Đâu không? Đâu không? Mấy hôm nay nói chuyện gì đó cô chú ơi. Mấy hôm nay em nói chuyện gì đó. Em nói chuyện cưng lắm. Ở bà, bà. Ở bà, bà. Trời ơi. Con kiếm gì? Ông bà ở vào. Ngồi xích ra. Rồi đi đi nha. Đi chở bé đi nha. Rồi anh hai xuống mang dép vô. Rồi anh hai xuống mang dép vô cho mẹ. Đi. Ok ok let's go nè. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Wow. Giờ mẹ con sẽ đi đi bác sĩ xong rồi chụp CT não mọi người, tại vì hôm bữa là mình bị đụng xe đó cho nên có những cái mà bác sĩ họ dặn là mình phải đi kiểm tra đó thì mình đi kiểm tra đó, đi chụp CT cái đầu xong rồi bắt đầu em sẽ đi kiếm mua cái cục pin cho cái máy quay của em. Yes, thank you. Rồi bây giờ đợi lấy đồ ăn xong rồi mình mới đi. Lấy ít vậy, lấy đá nhiều. Ê, lấy đá nhiều vô. Để hồi nó không có đủ lạnh. Rồi, rồi. Ok. Rồi đi, let's go. Còn order nè. Tính order cho nhanh. Tới cuối cùng vô. Nói không hiểu tiếng Anh tiếng Úi hả? Cũng phải đi vô trong cái quầy để mà order. Mình chỉ thích cái ly nước này của McDonald's thôi. Trời ơi nó lạnh. Lạnh thấu não luôn á. Cái kiểu giống như là cà phê mà xay đá vậy đó mọi người. Mà nó là mocha chứ không phải cà phê. Nó lợt hơn cà phê chút xíu. À còn hai gì nè. Con ăn gì á? Trời ơi. Lấy cái giấy hứng vô con. Chích cái giấy hứng vô. Lấy cái màu vàng á để lên cái đùi. Nè lấy màu cái giấy màu vàng để lên cái đùi. Để lên. Đúng rồi, vậy đó mới đúng á. Ok. Tới bệnh viện nha cả nhà. Đang đợi ông bạn của mình không đi đậu Bắc Kinh xong rồi mới tới đây đi vô cho mày chụp giá xe tóc của chú á. Ok đi vô con, đi vô trước đi, lát chú Hùng tới chú Hùng vô sao cắn con cái đèo có cắn con nó không có cắn cái con đó nó bay à. Bây giờ em lấy cái bản tên này nè mọi người, bây giờ sẽ đi xuống lầu. Đi xuống lầu. Đi thang máy coi, đi thang máy. Đi quen rồi nè anh Hùng. Đi quen đâu khóc nữa đâu. Dùm chơi dùm đất. Dùm chơi dùm đất. Rồi rồi rồi, đi ra. Chút xíu à, vô nằm à. Chắc 10 phút à, chưa tới 10 phút nữa. Chụp nhanh đó, nó quay xèo là xong. Nó hỏi mà mày có bầu không? Không, tao không có bầu.
Cái đó hình như cái bầu là không chụp được đó. Sao? Cái bầu là không chụp được. Không, đợi chút xíu đi. Em nghĩ là nó coi cái hồ sơ rồi nó mới kêu tên mình à. Ở chị nhỏ này nó làm 6:15 là xong. Cái gì? Má mắt. Cái miệng lớn nó trời hè. Em á, cái miệng mâm mâm kìa. Mâm mâm. Ngồi trên xe giờ chán rồi, đòi xuống rồi. Đòi xuống rồi đứng giận rồi. Đây. Giờ đang đợi kết quả. Bây giờ sẽ đi lên lầu lấy kết quả. Rồi đi về. Lưỡi không có lưỡi hả? Lưỡi vậy hả? Đâu đó coi coi. Đâu. Ngon ha. Yummy yummy. Đó, mẹ nấu. Mẹ nấu biết. Con gái lớn mà nằm vậy đó. Giữa bàn quan thiên hạ mà nằm vậy đó. Nằm. Nằm chàng hãng che vậy đó hả? Làm gì? Làm gì? Lắc đầu. Khóa cái nắp bình sữa cạp cạp có cái dành cái mỏ vậy đó mà chịu này cạp cái cọc quá. Mình đã lấy xong kết quả rồi, rồi bây giờ đi về thôi. Đi lộn rồi chứ không đi lộn rồi à, chứ không đi lấy xe, lấy xe đi. Chú Hùng làm gì? Chú Hùng đi đâu? Đi trên đây lộn. Đi lộn hả? Đi sao lộn địa chỉ hả? Dạ. Lộn địa chỉ rồi chú Hùng ư. Giờ đợi ổng là lấy xe ra xong rồi mình đi về nha. Trời ơi sao nó có thui vậy nè. Đây. Đó. Lượt nắng, cho nên bị tối. Đi xếp vô đây. Đi xếp về đợi chú Hùng chạy xe ra. Đúng mà, muốn rồi chứ. Ngồi đi, ngồi chơi đi. Lát vô Hùng tới mày kêu. Nè. Bữa nay ra ngoài đường dạng dĩ hơn rồi cô chú ơi. Lúc trước á là hả nhát. Nay dạng hơn cũng mừng. Nghỉ hè được 1 tuần 2 tuần rồi. Bắt đầu làm anh đi học lại rồi, thứ hai này bắt đầu đi học lại rồi. Hè được có mấy bữa mọi người. Bây giờ Henry sẽ đi học lại vào 7:30 sáng cho tới 12 giờ về. Mà đi xe buýt không cần phải đưa đón. Tới trường kiểu là đưa ra trạm xe buýt thôi. Tưởng được thoải mái đi chơi, tối cùng không được đi chơi rồi, mệt ghê. Rồi, bây giờ sẽ đi vào trong bé bay nha mọi người. Vô để coi cái cục pin nó bán làm sao.
Nếu như mà pin mà nó bán mắc hơn thì mình sẽ mua cái máy quay phim. Hôm nay nó bán điện thoại đó mọi người. Bán điện thoại trả góp. Đây trả góp nè, hoặc là mua mới. Hồi trước mình mua cái iPhone 11 á, mua trong đây nè, mua mới luôn á. Là 15, 15 Pro nè. Trời nó không. Nó bị ăn cắp nhiều quá giờ nó không cho cầm luôn nè. Ờ dính cái ngắt luôn nè. Hồi trước mình dở là được nha. Giờ không được luôn. Bác Amazon của thứ Henry nè. Nè. Để coi đây nó bán nhiêu. 170 mấy cái máy nhỏ này. Còn cái máy này thì chứ không thấy giá. Ờ 109 đồng cái máy này quá. Của hai này bự hơn, hai này màn hình bự hơn. Ồ, máy in nè mọi người. Wow, để coi. Wow, máy in này in đẹp quá ha. In này đẹp quá nè. Màu sắc nét ghê. Yeah, đây nè. Cái này Playcam. Oh, wow, Playcam 1100 nè. 1100. 700 rẻ nhất là 700 ngàn mốt. Trăm mấy là cái chân nè. Ủa sao hôm nay cái loại này Pro năm nay bự dữ ta. Nè cái Pro em đang đến mua nè anh Hùng. Sao bự dữ vậy? Nè bự dữ ha. Pro không thấy giá nha, không thấy giá. Mama hả? Ờ mama đây nè. Hello quên nữa, quên cho bác coi, quên cho bác hóng chuyện nữa nè. Em nói anh em muốn mua cái máy đó, nhỏ thế này nè thùng nè, nhỏ vậy nè. Còn thằng này bự cho bác. Pro 12. Sao cái quầy nó chỉ chân có cái này không vậy ta? Để kiếm rồi. Xích ra. Đây nè, Pro nè, nó nè, 500 mấy nè. Cái loại mà em nó cũng mua hả? 600 mấy, đúng rồi, cái loại 600 mấy nè. Ủa đây của Google à? Google. Pro. À Google. Đây nè. Đó, là máy này nè. Nhưng mà để kêu lấy là còi hả? Để coi thử trong đó. 300 mấy nè. Ờ đúng rồi, cái loại 200 mấy này 400. Loại này 400. 400 là cái máy bên kia đó nè, máy bự bự đó nè. Nè. 400. 200 mấy nữa nè. Ồ. 500 mấy là có đế luôn. Nè nhìn nè. Thấy không? Nó có cái đế nè, nó có cái máy có cái đèn flash rồi có cái micro luôn. Còn còn cái 250 thì chỉ là cái máy không à. Rồi kêu nó lấy cái máy ra coi đi. Nè nè nè, nó đang quay nè, nó đang quay nè. Nè, thấy không? Đồ. Ủa rõ. Đã ghê không? Gắn lên xe được luôn nè. Nè. Đó, em thích cái loại này, nó như xíu vậy đó. Đó, thấy không? Đã. Đi mưa rồi được luôn. Ừ, là kêu lấy ra coi. Ủa sao nó có mấy loại 600 rồi nè. Cái nè anh coi nè, cái này nó có đèn, có micro à. Cho nên nó là 500 mấy. Còn cái này mình mua máy không thì nó chỉ có 300 mà. Kêu nó lấy ra coi đi. Ừ. À, cho nó nhỏ nó gọn nè. Gắn lên đầu rồi được luôn nè, nó tiện. Bây giờ cái máy Sony này của mình sẽ đem cất vô. Mâm mâm về hả? No. Anh hai mở màn hình cho em coi anh hai. Mở màn hình. Không có cái này mở được. Mở màn hình cho em nè. Cái gì vậy mở? Để em khóc nè. Đỡ đi, đi vòng tròn đi.
Đấy, đi em vòng hả? Excuse me, over here nè. Cái này là combo hả? This is the combo they have the battery. Can you open it? I cannot open it if you purchase it. You have the sample? Right here, that's everything. Cái này have the glass, right? They have glass. Glass. The battery, how much? The glass right here, huh? Glass and micro. Yeah, micro. This how long the battery for? How many hours? What is that? Just an camera? That's just a camera. It comes with some add-ons too, but this is like the full setup. Phone. Yeah. Không có cái đèn, không có mang phone này là không. Đây cái này em cái đèn của nó em không thích cái đèn nó không xà. Mình quay ban đêm thì mới có đèn, không ban đêm mình tắt. Ban ngày mình tắt. Nhưng mà that the gọi là gì ta? Gimbal, no. Cái này là full option đấy. No, I don't want a full option. I want a camera, just a camera. Just a camera? Yeah, I want just look camera. Can 12, not 11, 12. Okay. Em muốn coi loại 12 á. Nè, 12 nè. Loại mát nè, loại 400. Còn 12 này là 12, 300 mấy? Đó. Nè. Này là 400. 400 mát, cho cái mát này nè. Còn 12 này là cái giá máy mát này nè. 400 này cho cái này là full option. Là nó có cái máy. Anh biết sao không? Em coi rồi. Trong cái full option của nó không có gì hấp dẫn hết trơn á. Hiểu không? Đúng. Những cái đó mình mua lẻ ở ngoài được. À. Những cái đó, cái đó mình mua lẻ ở ngoài. Với phần anh nhìn cái lát của nó nè. Lát của nó có tí tẹo teo. Thấy không? Cái lát anh mua lẻ ở ngoài ngon hơn. Tại lát mà trong combo của nó thường là nó nhỏ xíu à. Cái hiệu suất của nó yếu lắm. Bây giờ lát cho nó kêu nó lấy hai cái máy này cho mình mượn coi nè. Cái này là hai cái loại này. Cái này là 350. Này 11 thì 350, rẻ hơn, cái đời cũ hơn. Còn 12 nè. 12. Đây là 12 Pro. Cái Pro này bự quá ha. Tao phải mở, nó mở cho coi không. Ừ, cho coi nó mở. Chris, you got that? Just and that's with the, let me see that. That's special bundle. I think this one is $450. $450? And mat? How much? The mat? $450, huh? The max is $400. So the one pair is here. Yeah, $450. Yeah. Đó, em bữa em coi máy này nè. Yeah, I want that. Đây, mình sẽ chọn cái loại này. Cái loại 12 nè, black. Còn cái mat. Mat hồi nãy là 5 hả? 500. 600. Không, cái mat hả? Mat là 500. 500, right? 400. Còn cái này đi, cho nó gọn, nhỏ gọn, medium. So this location here. Mình sẽ chọn cái này. Sẽ lấy cái thẻ của chồng mình chạc. Tại vì chồng mình đánh cho. Con em la rồi, anh bắt trước la theo à. Ê. Con em la thì được chứ anh la không được à. Anh là lớn rồi. La là tầm 7 rồi. No. Biết chưa, hết biết chưa, quá trời nhiều chuyện chưa. Nè, cái micro nè mọi người, micro mà mấy người họ làm mấy cái kênh mà ASMR gì đó đó, nghe rap gì nè. Đây nè, khi mà mấy hôm nay đang rất là pro trên mạng nè mọi người, là khi mọi người quay cái đầu nó quay 360 độ nè, quay bên đây với quay bên đây mọi người thấy không? Nè, nó quay 360 độ luôn á. Ừ, nè, 360 độ cam nè, thấy không? Nè, lặn nước được luôn nè. Nhưng mà lặn nước phải có cái bọc ở ngoài ha. Máy này là loại mini giống máy Pro nè.
400 mấy nè. Đây mọi người, giá của nó nè 407. Còn cái máy 360 độ này là 390. Là 400. Gì con? Đó, đó, máy quay đó. Đây mọi người thấy không? Mấy cái đứa mà làm chuyên nghiệp về game á, đây nè, nó là nó thích mấy cái màn hình này lắm nè. Mấy cái máy này chạy cực mạnh luôn nè, đã rồi. Nghe nhạc rồi. Nghe máy. 1, 2, 3. Ai biết chơi game mà giỏi là đi đấu nó có tiền. Đó, ừ đúng. Nè màn hình nè, màn hình dành cho streamer nè. Đó. 360 độ. Cái hôm bữa bà chị kêu cho em cái laptop, cái em làm vô nước cái hư luôn cái laptop. Rồi đó bà cho em cái laptop để em chỉnh mấy cái video như thế này nè. Xong rồi cái Henry lúc nó còn nhỏ nó nhào qua nhào lại cái làm đổ ướt cháy cái máy luôn. Tiếc cái máy đó giờ mình tiếc dễ sợ luôn. Máy nó 8-900 rồi, mắc tiền. Bây giờ bởi vì ta nói cái đồ nào của mình là của mình nè, đồ nào không phải của mình hả, tự nhiên nó hư một cách lãng nhất. Em thấy rồi. Thấy gì? Thấy gì? Cái gì mà vậy? Ồ nó la, la như con két. Hai bạn nhỏ này la sùm quá, người ta bắt bây giờ đó. Vậy em la thôi còn đừng có la. Hai anh em la nhói hết chân à. Đây nè, à, đây cái máy này bữa trước mình mua nè. Đây coi. Đúng rồi, ET2850 nè. Ngày bữa mình mua nè. À, đây là máy của HP Canon. Mấy máy này là máy bự Eston, nó hiểu nè. Để mình tìm thử coi. Cái gì? Nó có lộn không vậy? 59 đồng, 99 chắc một tháng á. Kiểu gì ta? Góp. Nè đúng rồi. Nè. 20 mấy đồng tháng góp nè. Máy muốn hết pin rồi. Thôi đi đừng có gẹo em nữa. Mới thấy ông lại giao đồ nè. Đây. Em mua rồi cho bé nè bé ơi. Nè. Nè, đồ chơi của em nè. Có một cái đồ ngậm mà. Nè, Emily. 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 Trời ơi, nó móc, nó móc đồng tiền nè. Nó chơi đi. Đó, cái nó ngậm được đó. Mẹ mua cho con tới 2 cái đồ ngậm đâu rồi. Một cái bình nước nè mọi người. Bình nước uống. Cái này là bác sĩ dặn mua cho em uống, em cầm. Nè, đó. Nó còn silicone dẻo. Đó như thế này cầm uống. Đây nè bé. Rồi. Còn cái này thì là cái đồ rơ lưỡi. Cái đồ rơ lưỡi để đánh răng. Bé có 2 cây răng này cho nên mình dùng cái này là mình rơ lưỡi rồi mình đánh răng luôn, nó sạch. Mà mình không cần phải thọt cái tay vô, cái tay mình vô nó bự.